10 năm lăn lộn lĩnh vực nông nghiệp với nhiều chương trình trồng cây, cao su, cọ dầu, chanh dây, đuôi bò. Đến nay, Bộ Đức tự tin đã tìm thấy công thức thành công cho Hoàng Anh Gia Lai. Đó là chiến lược một cây, một con, tập trung trồng cây chuối và nuôi con heo. Bởi đây là hai ngành mà Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế rất lớn, bổ trợ cho nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn, khép kín. Chuối làm thực phẩm chính đuôi heo, chất thải từ đuôi heo được dùng làm phân bón lại cho cây chuối. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hiện đang trồng 5.000 hecta chuối và trở thành một trong những nhà cung cấp chuối lớn sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Dự kiến tới đây, Hoàng Anh Gia Lai mở rộng diện tích chuối lên 10.000 hecta. Song có một thực tế, quá trình canh tác, xuất khẩu, số chuối không đủ chuẩn, phải loại bỏ lên đến hàng trăm ngàn tấn mỗi năm. Một ngày nắng ấm trên cao nguyên Gia Lai, đầu năm Nhâm Dần 2022, chúng tôi có dịp đến thăm thành phố nuôi heo ăn chuối của Hoàng Anh Gia Lai, nằm tít cạnh cánh rừng, cách khu dân cư hàng km. Trang trại, nhà máy được xây dựng một cách bài bản, sạch sẽ, ngăn nắp. Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức chia sẻ, trong quá trình thu hoạch chuối, 50% thành phẩm bị trầy xước hoặc chưa đủ chuẩn xuất khẩu, phải bỏ đi hơn 200.000 tấn mỗi năm. Người đứng đầu tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai luôn trăn trở, cần phải tận dụng sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao này. Ông đã thử nghiệm chế biến một số sản phẩm như chuối sấy, bột chuối, nhưng không tìm được đầu ra. Đầu năm 2021, sau thời gian dài nghiên cứu, tìm tòi, Bộ Đức bắt tay nuôi heo ăn chuối. Ông âm thầm xây chuồng trại, nhà máy chế biến thức ăn, nhập khẩu heo nái. Nửa năm sau, đích thân ông đưa thịt heo ăn chuối tiếp thị vào các nhà hàng 5 sao, bạn bè là các doanh nhân thành đạt, các đầu bếp sành sỏi ăn thử. Mọi người đều khen thịt heo thơm, thịt nạc nhiều, mỡ không béo. Chỉ đến khi sản phẩm được nhiều người đón nhận nhiệt tình, Bộ Đức mới hân hoan công bố. Bởi với ông, một khi cho sản phẩm ra thị trường, phải có tính độc đáo, khác biệt. Thật vậy, chuối hồi đủ các dưỡng chất rất tốt, như tinh bột, kali, vi lượng. Những trái chuối bị loại do không đạt chất lượng xuất khẩu, thay vì vứt bỏ, giờ được đưa vào nhà máy chế biến, xay thành bột cho heo ăn. Tập quán xưa, bà con nông dân thường lấy thân chuối thái nhỏ cho heo ăn. Còn bây giờ, Hoàng Anh Gia Lai nuôi heo bằng chuối trái thì càng giá trị gấp nhiều lần. Quy trình khoa học khép kín từ chế biến chuối đến nuôi heo. Sau khi chuối xay thành bột, được phối trộn thêm đậu nành, bắp, vitamin và thảo dược. Việc sử dụng thảo dược thay thế kháng sinh, riêng khâu này đã hết sức yên tâm đến chất lượng. Người tiêu dùng không còn phải lo lắng dư lượng kháng sinh khi sử dụng thịt heo. Một phần lớn chuối thải còn được ủ chín cho heo mẹ và heo con ăn trực tiếp, bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng. Nhà máy chế biến thức ăn cho heo của Hoàng Anh Gia Lai hiện nay đạt đến công suất 600 tấn mỗi ngày. Tất cả được phối trộn trên dây chuyền hiện đại và tự động hóa. Chỉ số FCA, hệ thống chuyển đổi thức ăn thành một đơn vị sản phẩm trong ngành chăn nuôi của Hoàng Anh Gia Lai, đạt kết quả cao. Cụ thể, nếu chỉ số chuyển đổi của nhiều công ty chăn nuôi heo từ 2,4 đến 2,6, thì heo ăn chuối của Hoàng Anh Gia Lai chỉ 2,0 đến 2,2. Nghĩa là, để có 1 ký thịt heo, quy trình của Hoàng Anh Gia Lai tiêu tốn ít thức ăn hơn. Đây là một thành công ngoài mong đợi của những người nghiên cứu ở tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Số thức ăn thấp hơn, nhưng thịt đưa ra thì lại chất lượng hơn, đặc biệt là an toàn thực phẩm. Không những thế, giá trị đem lại từ số chuối lẽ ra bỏ đi
khi bây giờ mang về cho công ty 150 triệu đồng một hecta mỗi năm. Tuy mới khởi nghiệp, nhưng người đứng đầu tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cùng các cộng sự đã tìm hiểu rất kỹ và đi rất sâu về quy trình nuôi heo. Có đến các trang trại nuôi heo của Hoàng Anh Gia Lai mới cảm nhận được hết những gì đang diễn ra ở đây. Nhân viên khu vực chuồng trại luôn túc trực, ghi chép rất kỹ lưỡng những thông số của từng đàn heo và thực hiện một cách chính xác giờ ăn, số lượng thức ăn, tắm rửa, vệ sinh và theo dõi sức khỏe của heo. Nhờ đó mà giúp cho đàn heo phát triển rất tốt, đặc biệt là khâu vệ sinh. Phải nói rằng, dù mỗi cụm chuồng cùng lúc có đến hàng ngàn con, nhưng luôn trong tình trạng sạch sẽ. Tất cả phân thải được thực hiện theo quy trình khép kín, nên chuồng trại luôn thoáng mát và không có mùi hôi. Ai cũng cho rằng nuôi heo ngại nhất là mùi hôi. Nhưng thực tế, những gì đang diễn ra ở đây hoàn toàn ngược lại bởi hệ thống thu phân chuyên nghiệp. Không những không hôi mà vào bất kỳ khu chuồng trại nào đều phảng phất mùi thơm của chuối chín. Heo nái thích chuối chín đã đành, ngay cả heo con cũng rất thích loại này cùng mùi thơm của chuối. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Hoàng Anh Gia Lai đã xây dựng 7 cụm trang trại với quy mô lớn. Mỗi cụm gồm 2.400 heo nái, một năm cho ra 60.000 con heo thịt. Cụm đẻ, cụm thịt được xây dựng nối liền nhau. Heo nái đẻ tới ngày thứ 22 cai sữa, rồi tách heo con ra khỏi heo mẹ. 4 tuần sau đó, tiếp tục tách nuôi heo thịt. Nếu chuối Hoàng Anh Gia Lai xuất khẩu, thì với heo, Bộ Đức nhắm tới thị trường nội địa. Việt Nam một năm tiêu thụ khoảng 35 triệu con heo, thì năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai xuất chuồng khoảng 1 triệu con là quá nhỏ so với nhu cầu thực tế thị trường trong nước. Chuối và heo, ngoài việc có thể làm công nghiệp, có thể làm lớn, thì một lý do quan trọng để Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn đó là tính thanh khoản nhanh, thời gian xoay vòng ngắn. Một năm, heo nái sinh ra 20 đến 26 con heo thịt, từ lúc đẻ đến lúc xuất chuồng là 5 tháng, đạt trọng lượng 100 kg mỗi con. Theo nghiên cứu của Hoàng Anh Gia Lai, nuôi heo không khó, nhưng phải ăn đúng lượng, đúng chất, đầu vào, đầu ra phải chuẩn thì lại không dễ. Với chuối sẵn có, giúp heo hơi của Hoàng Anh Gia Lai có giá thành thấp vì thức ăn chăn nuôi chiếm 80% giá thành. Và cũng theo tính toán của người đứng đầu tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức, để đạt doanh số từ 1.000 đến 2.000 tỷ đồng trở lên thì chỉ có cây chuối và con heo mới có thể đáp ứng. Với Bầu Đức, một khi sản phẩm của mình đưa ra thị trường, phải bảo đảm uy tín, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phải người thật, việc thật. Không cần nói thêm mà chỉ cần nói đúng những cái đã và đang làm. Dù heo ăn chay của Hoàng Anh Gia Lai là chất lượng và khác biệt, nhưng dự kiến sẽ bán bằng giá thị trường như heo bình thường. Kế hoạch năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ xuất ra thị trường 400.000 con heo thịt và đang bắt tay vào xây thêm 9 cụm chuồng trại để đưa số lượng này lên 1 triệu con vào năm 2023. Điều này có thể hiện thực bởi đó là mong muốn, là sự quyết liệt của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức cùng cộng sự, khát vọng đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại